Hi everybody, welcome to LBT Club. Let's learn English headway pre-intermediate. Let's go. Yes, hi everyone. Yes, so now we continue our lesson, our English headway pre-intermediate. Yes. So in this video, I would like to show you about the unit. Unit 1, we keep on unit 1, getting to know you. The last video I saw about the unit 1 on page 10, but in this video, we continue to page 11. In this page, we only study about the audio script, but the audio script I don't extract the audio for you to listen. I only extract the text to read and translate for you. Yes, everyone. So now we continue to the audio script. So you can see the picture, everyone. The picture is the Brana's parent, Connor and Karen McGrady. You can see, picture. The parents of Brana. And you can see the behind of them. The van. And what can we say the when that for them to camper? So in this point, number 4, look at the photos and read about the Connor and Garen. So you can see the picture, the photo. So who are they? Who are they? As I say, the Brana's parents. Brana's parent. And do they both work? Do they both work? The next, what do you think an empty nester is? Empty nester is. You can see in the photo, empty nesters. And the last question, what are they doing now? What are they doing now? So in this video, I only extract the audio 1.3, but not to listen. I only extract the text to read and translate for you. Because of the time, if I extract the audio script for you to listen, it's spent for a long time. So I only extract the text to read and translate for all of you. So now let's go to continue our audio script. Audio script 1.3. Connor and Garen McGrady, retired teachers, empty nesters, and global traveler. Global travelers. Nên nghe nè, tụi con nhé, là dương to cho audio script nè. Ngày nay dương cho audio script 1.3. Và chẳng không audio script này cứ lúc rút rõn tài lực lãng ông bị thạch mình bàn ở nhà ngọt nhìn sạp tế bà phù bỏ nó sạp tế bìa chân lại bìa với bà chẳng lúc rút rõn tài lực kìa thạch máu xùm rạp bằng hai hơi nâng an bộ prai chân lại ngọt nhìn tài mặt đòn bà lấy dương
cho từ an at bot nung khni hai rin bo prai tam dong khnong at bot ni yeah you mean a keyword yeah there are many keywords in this type yeah so now let's read together I think we are typical empty nester we have two children twin Brana and Brady they are 20 now and when they both left home just 2 years ago now our house felt really big and empty it was just the two of us yes it was too quiet we miss all the noise yeah the music and the friends yeah we even miss all the mess I'm not so sure about that anyway Brana went to London to study music and Brady went to South America he's traveling there with a friend so I said to Karen why don't we go traveling too yes so before translate I would like to see the keyword yeah and the meaning of them yes typical គឺជា attitude yeah attitude yeah មានន័យថាធម្មតាណាធម្មតា typical empty nesters yeah empty nester plural noun yeah mean that a parent whose children have grown up and left home yeah យល់ណែអ្នកនេះឥឡូវ empty nester ហ្នឹងបាទអញ្ចឹង empty nester ហ្នឹងគឺមានន័យថាជាឪពុកម្ដាយដែលកូនធំឡើងចាក់ចេញពីផ្ទះហ្នឹងយើងហៅថា empty nester yeah twin yeah twins plural noun mean កូនភ្លោះ yeah កូនភ្លោះ mess noun a dirty or untidy yeah a dirty or untidy yeah មានន័យថាភាពកក្រិចភាពរញ៉េរញ៉ៃរីប៉ាយណា yeah គឺ mess yeah so now we let's to translate the check together everyone yeah just Connors and Garen Magrandy retired teachers empty nester and global traveler yeah អញ្ចឹងមានន័យថា corner ហើយនឹង macrandy ហ្នឹងគឺចូលនិវត្តណាជាគ្រូបរៀនដែលចូលនិវត្ត yeah empty nester and global traveler ណា global traveler មានន័យថាអ្នកធ្វើដំណើរជុំវិញពិភពលោក yes I think we are typical empty nester ខ្ញុំគិតថាពួកយើងជាធម្មតាទេណា empty nester ហ្នឹង We have two children twins Brana and Brady ណាយើងមានកូនពីរនាក់ជាកូនភ្លោះឈ្មោះ Brana ហើយនិង Brady They are 20 now ពួកគេមានអាយុ20ឆ្នាំហើយឥឡូវនេះ And when their boss left home just 2 years ago now ពេលពួកគេចេញពីផ្ទះនឹងពួកគេបានចេញអស់រយៈពេល2ឆ្នាំហើយមកដល់ពេលនេះណាបាទអស់រយៈពេល2ឆ្នាំហើយ Our house felt really big ផ្ទះរបស់យើងមើលទៅដូចជារៀងធំទូលាយទៅហើយណាយ៉ាផ្ទះរបស់យើងមានអារម្មណ៍ថាដូចជាធំទូលាយដល់ហើយណា and empty it was just
the two of us. Hồi mưa tới đôi chưa ngặt em thí những ai prai thật ngặt các bạn đấy nè rồi có thể là thà không biên khơi sao nè em thí không khơi như sao nhà vì miền tây dương pin nhận tài phần nó nè vì miền tây dương pin nhận tài phần nó it was just the two of us yeah it was too quiet ba vì bất kỳ ngọc ngặt đó là we miss all the noise, the music, and their friends. Dương nực cực giáng, nè, nử xâm lê nhẹ nhảy rồi bỏ phụ kế, ca bỏ công nâng trầy rồi bỏ phụ kế, hay nâng mật phẹt rồi bỏ phụ kế. Yes, we even miss all the mice. Mẹn hài, nè, bàn. Dương nực xông bay tay ở phiếp rồi nhê rồi nhai nơi khăn ông tiết rồi bọc của dương nó có nực đài nhé có nực đài I'm not so sure about that khi nhóm mình bật cót ở bì rương nông tí nhé anyway Brana went to London to study music nhé tôi bây giờ dàng nào cả đói Brana ban từ sạc xa này đần trái nơi ai thì cỡng the Krong Long. And Brady went to South America. Hi, Brady, to American bone. Hi, Brady, to American can't bone. He traveling there with a friend. Got to food, got compung food, nagum san, no tinu chimuin mud pet, mania. Yeah, mud pet mania. So I said to Karen, "The next new band is to Karen. Why don't we go traveling too? Had a band chơi dương mình thua đồng nào đa tử. Had a band chơi dương mình thua đồng nào đa tử. Yes. So that's all for this point and continue to the next. Yeah, the next. Yeah." Yes, we both nearly 60, but we still feel young and we didn't enjoy teaching anymore. Teaching teenager is really tiring. So in just 6 months, we retired from our teaching jobs, rented our house in Portruth, to a nice young couple, yes, and we bought a second-hand camper van for £4,000 and set up for friends. Last year we just toured Europe. We went from campsite to campsite, first in France, then in Spain and Portugal. We love every minute. Yes, we had a great time. Next year, we are going to visit Brana in Italy. She is going to study Milan. Then we are going to fly to Chile. Yeah, Chile. Hire a van there and meet Brady. We are going to travel with him and his friend for a bit. We are really excited about that. We can't wait. Yes, so now look at the keyword in this point, yeah, in this text. Yeah, so we have many keyword more. Yeah, Portruth. Yeah, Portruth is a small seaside resort town on the north coast of Country and Dream. Yeah, Country and Dream. Northern Ireland. Yeah, Northern Ireland.
Và giờ lấy nè ngon hiền nè. Dạ, Port Road nó cứ chỉ đồng bọn muối nè. Chỉ đồng bọn muối này tì krong. Nó chỉ tì krong muối đợt tôi. Nơi ai mốt, mốt xa mốt nè. Nơi phía kháng chương, chân này xa mốt đó. Chê xa mốt phía kháng chương này tế and dream. Có nó Norton, nó Norton, nó có Norton Island, nó, yeah Island, nó có nó, yes, campervan, yeah campervan nó mình đây thế, rốt dồn sầm ráp, phun ráp bao chúng, chùm rùm, yeah dồn, van đó nè, yeah set out for somewhere, nó set out for somewhere mình đây chân chân thua đồng ná nó ao tu cả lại nhà mùi nè miền đây thầm mất chân thua đồng ná ở tu cả lại nhà mùi nó cứ trong giấy tha thua đồng ná ở ao thua đồng ná nơi cả lại nhà mùi nơi đồng bò nhà mùi nó thua ở ao nơi đồng bò nồng nè miền đây thầm ao có cao cái nè yes giống như bị thá set off for somewhere nè yeah. Hire mean nạp bị chữ verb nè hire nạp bị chữ verb mean employ yeah employ như là chul nè chul rồi có cái này là chul đồng bay ở bạch nú nè yeah hire employ yeah bit noun yeah a small piece yeah a small piece đó chấm nút tách tuổi yeah a bit yeah so let's to read and translate together everyone yeah yes we are both really 60 ba dương tầng pi nè nấng ayu chất học sắp chnam hai but we still feel young but we still feel young ba bọn tai phụ dương nơi tai mình là rằng đôi khuyến dễ đôi nơi khuyến we didn't enjoy teaching anymore dương mình sợ bái chất nông ca bằng riêng chia bằng to từ tí nè teaching teenager is really tiring ca bằng riêng dụ bộ với dùm tốn lên cứ bất chia miền ca nơi họt lắng. So, in just 6 months, we retire from our job, our teaching jobs. Đối chứ này, tại bằng mũi khai thì đấy, dường nâng, dường ban châu này vọt, vì ở ca nghe, chia ca bởi riêng, bỏ của dường ở nghe. Rented our house in Portrus. Hai dường ban, chul ta bỏ dưỡng nơi đồng bọn phó Portrus nhà nơi đồng bọn Portrus dạ bà hả lời dùng bộ bài lại nâng là quýnh nha đôi chân này phụ dưỡng ban cho ni vọt ở dạng phía bộ mùi khái xong tổ nó sau in just 6 months nè đôi chân này vì tới tay cái lòng phật tới bộ mùi khai tới đại bộ dương ban châu nì vọt dạ vì retire đại bộ dương ban châu nì vọt vì ca nghe bằng riêng nè vì ca nghe bằng riêng rồi bỏ bộ dương dạ mình đang thà dương tâm tay châu nì vọt ban tâm tâm tay bộ mùi khai tế nè vì ca nghe bằng riêng hỡi rented dạ rent châu chúa đó nè rented our house in Portrus mình đây tha phụ dưỡng ban chùa là phụ dưỡng nơi đồng bọn Portrus mình đây tha nơi đồng bọn Portrus nó quật ban chùa là phụ dưỡng yeah to a nice young couple nè tự ao cú xoa mây mùi cú nè cú xoa mây vây khmer mùi cú nè yes and we bought a second hand and we bought a second hand camper van for £1,000 and set out for France
hai dương bàn tinh nơi rất dân bọc chùm rũng mùi chụp chút mùi nè second hand nè hai dương bàn tinh rất dân bọc chùm rũng chụp chút mùi ai miên đầm lấy buôn bọn pound hai thua đầm nơ ở nơi đầm bọn nơi không bởi bà rằng nơi không có thể bà rằng set out nát phù đồng nào bà nơi không có thể bà rằng yeah. Last year we just tour Europe nát ca bị nam tới bụ dương tư tài bàn từ tìm cho nữ Europe nát nữ Europe giờ nữ tư Europe. We went from campsite to campsite first in France. Nó dương ban từ bao chùm rộm pi cả lại muối tới cả lại muối. Đồng bốn cư nơi khăn nông bà tì bà ráng. Then in Spain and Portugal. Nó bà tốt máu nơi bà tì Spain hơi nâng bà tì bò túi Portugal. We love every minute. Yeah. Phụ dương sẽ lành bình chất. Rồi có phụ dương cho chất rồi group dignity. Yeah. Group dignity. Yes. We had a great time. Và dương miền phê vô lia đó ớt chá. Đó là ớt. Next year we are going to visit Brana in Italy. Nam cầu phụ dương nâng tư lên Brana nơi Aperti Italy. She's going to study in Milan. Nâng niêng nâng tư sắc xa nơi khnông tì krong Milan. Nâng niêng tư sắc xa nơi khnông tì krong Milan. And then we going to fly to Chile. Hai bình tốt mốc dương nâng thua đồng ná đòi chi dân hòa nè rồi dương nâng thua ca hòa hà từ protest Chile. Yeah, Chile. Hai went there and meet Brandy. Nè. Chùl nè, rọc chùl rớt dân mùi nè, rọc chùl rớt dân mùi nơi tì nú. Hai tê chùm nâng Brandy. Nè, hai tê chùm Brandy. We are going to travel with him and his friend for a bit. Nè, phụ dưỡng nâng thua đồng nào chia mùi nâng quát, nâng con quát đó nè. Him nâng cư Brady. Nè, chia mùi nâng quát, nâng mất phê ra bỏ quát tạch tuổi nơi tí nụ. Nè, tạch tuổi nơi tí nụ. We are really excited about that. We can't wait. Phụ dương bất chi rung phơm ông bì rừng nụ. Phụ dương bất chi rung phơm ông bì rừng nụ. Phụ dương mình ác rung chăm ban to tự tì tì. We can't wait. Phụ dương mình ác rung chăm ban to tự tì tì. Yes. So that's all for all your script in this video. Yeah. So the last I would like you thanks. Yeah, I would like to say thanks for watching all of you. Yeah, on LBT Club channel. Yes. And the last I would like you to say to click like and comment. Yeah, if you don't understand. Yeah. And if you do not subscribe, please subscribe for next video. Yes. So that's all for this video. Yes. Thank you, everyone. Yes. Goodbye.